chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Dương Dê, mình là Bin Kha đây. Hôm nay thì mình sẽ trên tay cái chiếc Redmi K30 Ultra và test game cho các bạn đây. Quả thật thì đối với mình là một trong những người test game thì mình luôn luôn là hóng những cái thiết bị mới về đã được trên tay anh em nó và test game cho các bạn xem. Đó thì đối với lại chiếc máy này, chúng ta sẽ có một con chip rất là mới đến từ MediaTek, đó chính là Dimensity 1000 Plus. Đây là một con chip mà cái mức hiệu năng của nó cho ra có thể tương đương với lại con chip Snapdragon 855 hoặc là 855 Plus. Đó thì mình cũng rất tò mò cái hiệu năng thật sự của con chip này, nó có cho ra một cái trải nghiệm mượt mà. Và rõ ràng thì mình cũng không biết rằng là cái trải nghiệm của nó cho ra là như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đi vào phần test luôn các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem về cái kiểu hình nền Super Wallpaper nó kinh khủng như thế nào trên MIUI 12 các bạn nhé. Này, đó, một cái nữa này. Wow, nó làm một cái combo như thế, đã thật các bạn à. Đấy, đó. Ui, xuống thật các bạn à. 120Hz trên cái màn của chiếc Redmi K30 Ultra này nó thật sự rất là mượt. Wow. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn ClickBuy đã hỗ trợ cho mình sản phẩm này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả của video nhé. Đây, mà nói không sai mà điểm số của nó là ngang với con chiếc Snapdragon 855 Plus chứ không ít đâu. Lên tới là gần 200.000 điểm GPU cơ. Nhưng mà điểm số thì vẫn chưa nói lên được gì, nó chỉ để cho chúng ta tham khảo thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần test luôn các bạn nhé. Và ok, như vậy mình đã vào game rồi. Đối với lại chiếc máy này thì tại vì nó không unlock được ở mức FPS là 60 cho mức độ họa là HDR, cho nên mình đã sử dụng cái phần mềm là GPX Tool để có thể unlock được cái mức độ họa cao nhất này. Đó, thì để xem là con chip Dimensity 1000 Plus nó cho ra một cái trải nghiệm như thế nào. Chứ còn lúc trước mà khi mình test trên cái chiếc Vivo IQ Z1 thì nó cho ra một cái trải nghiệm khá là tệ với con chip Dimensity 1000 Plus. Cho nên hôm nay mình muốn lý giải rằng là cái việc mà con chip Dimensity nó cho ra một cái trải nghiệm không tốt, không mượt mà trên cái chiếc Vivo IQ Z1, nó là do Vivo là không tối ưu cho con chip này, hay là do con chip này bản chất của nó đã không tương thích tốt với lại những tựa game phổ biến ở thời điểm hiện tại rồi. Thì đó, video hôm nay mình nghĩ nó sẽ giải đáp được thôi. Mọi thứ thì mới bắt đầu cho nên là mình thấy nó rất là mượt mà các bạn nhá. Con này có loa kép nữa, quá ngon. Ok. Team chưa gì mà chết hai người rồi kìa. Hôm nay thì mình đang chơi trên cái map nó hơi sương mù một tí. Boss thôi, bình tĩnh. Mình nghĩ thôi mà. Cái này là boss à? Boss nào như này? Sợ thế. Tay bắt đầu ra mồ hôi nữa rồi đó. Chán thật ý. Ui, cần quá. Cần quá. Đồng đội nó sẽ qua. Nhiệt độ có vẻ bắt đầu ấm lên rồi. Sau 5 phút chắc chắn rồi, tại vì đây là một mức cấu hình mát setting. Không thể nào yêu cầu mà nó vẫn đảm bảo được cái nhiệt độ mát được. Máy này lúc đầu mình chơi mình chưa thấy gọi là nó quen lắm, nhưng mà bây giờ thì thấy ok rồi, bắt đầu dần quen rồi. Chơi ngon phết đó nhờ, nhiệt độ cũng không nóng lắm. Mình cảm thấy rằng là cái chiếc rõ ràng thì cái việc trải nghiệm trên cái chiếc mình thấy rằng là cái việc trải nghiệm con chip Dimensity 1000 Plus trên cái chiếc Redmi K30 Ultra này rất là ngon ấy, cực kỳ là mượt mà, nhiệt độ cũng không quá nóng. Đã hơn 10 phút trải nghiệm rồi nhưng mà mình thấy rằng là nhiệt độ cũng chỉ kiểu ấm ấm thôi. Ui, ấn tượng thật. Màn hình AMOLED 120Hz, còn gì bằng nữa nào. Thế bây giờ ở đây chúng ta chỉ có một cái cắt giảm, đó chính là con chip Snapdragon 865. Rõ ràng thì con chip Dimensity 1000 Plus vẫn có công nghệ 5G cho nên mình thấy rằng là cái việc này hoàn toàn rất là bình thường ý. Trên lệch của cái chiếc máy Redmi K30 Pro với lại chiếc Redmi K30 Ultra này là 1 triệu đồng. Wow, 7 triệu 9 với 8 triệu 9 thì phải, hoặc là 8 triệu rưỡi, đó tầm đó. Thì bạn sẽ thấy rằng là rõ ràng đây là một cái sự đánh đổi gì đó không thật sự là thông minh cho lắm nếu như mà ai lựa chọn chiếc Redmi K30 Pro. Hoặc là đối với những người họ đã mua chiếc Redmi K30 Pro rồi thì thật sự rất là tiếc. Rất là tiếc khi mà chúng ta đang có một cái chiếc máy tốt hơn như thế này thay thế. Thay thế rất nhiều thứ. Camera giống y hệt, màn hình hơn này. Rồi là hiệu năng thì gọi là kém hơn một tí, nhưng mà rõ ràng thì cái trải nghiệm của nó cho ra vẫn rất là mượt mà. Con chip này là con chip Snapdragon 855 Plus đấy, xếp ngang như thế, chứ không phải đùa đâu. Thì rõ ràng không có việc gì mà chúng ta phải đánh đổi như thế cả. Rất tiếc đúng không nè.
Đã kém hơn mà còn đắt hơn 1 triệu nữa chứ. À, chứ mấy này nó phải gọi là ngon thật sự các bạn ạ. Ngon thật sự. Chắc chắn là mình sẽ vào Bucinki rồi. 60 FPS nó mượt như không vậy, không có một hiện tượng nào bị drop hay khựng cả. Rất ấn tượng. Ui. Súng đạn gì ở đây này? Ui. Chết. Ui trời ơi, tự nhiên nó bắn ai ghê vậy? Ui làm giật hết cả mình. Cái gì nữa đây trời? Số thật. Nó tản ra bên ngoài khuôn viên rất là nhiều nhiệt độ ấy. Thì mình thấy là bên ngoài khuôn viên là nơi nóng nhất rồi. Trời ơi. Okay, cuối cùng bây giờ cũng đã có cái khẩu scan này. Bỏ ra đi. Hai viên nữa. Nhà này cũng có này, đấy. Hình như chỉ có một thằng thôi. Ui trời ơi, nó công một lúc hai thằng luôn kìa, quá tiếc luôn các bạn à. Ok, như vậy mình đã vào game rồi các bạn nha. Thôi lại phá rồi. Cái gì nó lên cấp 2 rồi à? Ơ sao con này nó lại lên cấp 2 rồi nhờ? Trả giá đi con. Ui tự nhiên bị delay một tí này, chắc cho mạng. Ui. Ok, nói chung là bù lại được cái phần mạng của nó thì ok rồi các bạn ơi. Ăn con rồng này cũng được này, cần gì phải bám đuổi nó làm gì mà đặt dấu chấm hỏi. Đúng rồi, đâu nhất thiết là ăn nó. Ui. Trận đấu này mình nghĩ rằng là sẽ hay này. FPS thì nó sẽ dao động từ 60. Ô, đừng quên tí nhá. Rồi xong. Quá khó. Nhưng mà tự nhiên không hiểu sao ra đó cái là hết skill chạy luôn rồi. Chạy đâu bạn ơi, quá ngon. Ui, được quá, rồi. Phà đó xé sướng hết cái người các bạn ạ. Máy cực kỳ mượt nha. Thì thoảng dao động xuống 60 thôi chứ còn thật ra thì nó ở 61 nhiều hơn đấy. Gạt hết đi nhưng âu lo lại. Máy chơi mượt thế nhờ. Gần như là từ game Liên Quân này thì nó rất là mát, cực kỳ mát luôn ý. Cho cái nội tại này. Mình bảo rằng là ván này sẽ hay nhưng mà hình như là chỉ có mình hay thôi. Quá buồn. Chạy đi bạn, chạy, lăn đi. Sướng thế nhờ, mượt thật ý. Thế này thì mua Redmi K30 Pro chi nữa các bạn. Mình cảm thấy rằng là có một sự lỗi thời cực mạnh ở đây luôn ý. Còn tí không? Không còn nè, không còn này. Phải hỏi cho nó rõ ràng thế.
Ui, xe, 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 xe. Guido phải ở lại rồi. Sự cố gắng của Guido. Ui. Mình không biết rằng là mình không còn một cái từ tuyệt vời nào để diễn tả về cái chiếc máy này nữa các bạn à. Đây là một sự nâng cấp hoàn hảo, nhưng mà giá nó thậm chí nó còn lại rẻ hơn gần 1 triệu như thế so với lại cái biến thể Pro. Wow, chuẩn Ultra rồi, Maximum rồi. Thật sự đây là một chiếc điện thoại cực kỳ đáng mua. Ui, may quá, con kịp. Không có lính đây nha, có ăn phát xé cho nó sướng. Chả hiểu, khổ thật ý. Lên đẩy trụ thế nào. Gạt hết đi nhưng âu lo lại và win. Ui, căng thế. Căng thế. Guido yên tâm, có mình đây. Đúng rồi. Mình sẽ không bỏ bạn đâu mà. Mình sẽ không bỏ bạn đâu Guido à. Rồi, thôi. Đúng rồi, đang không có mùi xanh, tuyệt vời. Hồi máu đi. Ui. Từ, đừng có đẩy. Tuyệt vời, bây giờ chúng ta đến với phần tổng kết chi tiết nè. Về trải nghiệm cầm nắm, với khối lượng tổng thể là 213g, thiết kế khung viền và 4 góc cạnh được bao cong. Tổng thể có một thiết kế liền mạch, cầm rất thoải mái và đầm tay. Về trải nghiệm hiển thị, loại màn hình được trang bị trên chiếc máy này sẽ là AMOLED, kích thước 6.67 inch, độ phân giải là Full HD cộng, có độ sáng cao, chất lượng màu sắc và chất lượng chi tiết tốt. Về trải nghiệm âm thanh, con này có loa kép stereo, chất âm ấm, chi tiết tốt, âm lượng bình thường. Đối với tựa game PUBG Mobile, khi trải nghiệm ở mức độ họ là HDR 60fps, cộng với đó là khử rung cưa, thì nhiệt độ khi trải nghiệm cho ra là 42 độ C, FPS trong điều kiện bình thường cũng như trong kiện giao tranh thì rất mượt, biên trung bình một trận dao động từ 10 đến 12% cho tổng thời gian 25 đến 30 phút. Còn đối với tựa game Liên Quân Mobile, khi trải nghiệm ở mức độ họ là HD 60fps, cộng với đó chi tiết cao, thì nhiệt độ khi trải nghiệm cho ra là 40 độ C, FPS trong điều kiện bình thường cũng như trong kiện giao tranh dao động từ 59 đến 61fps, biên trung bình một trận dao động từ 5 đến 7% cho tổng thời gian 15 đến 20 phút. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.